Nhưng ít ai biết, anh đã phải nén đau vì chấn thương chưa hồi phục, để cố gắng thực hiện bài thi cũng như đem hình ảnh Việt Nam tới bạn bè thế giới. Cách đây 3 ngày, Vũ Ngọc Nam, Nam Freestyle, đã tham gia phần thi của mình ở nội dung routine, biểu diễn tâng bóng một người, tại Super Bowl giải quy tụ tất cả những vận động viên hay nhất của bóng đá nghệ thuật trên toàn thế giới. Sinh năm 2002, Ngọc Nam là vận động viên trẻ tuổi nhất của Việt Nam tham dự Super Bowl lần này. Với việc phải cạnh tranh với 24 vận động viên, Ngọc Nam chỉ đặt mục tiêu vào top 10 trong lần đầu tham dự giải đấu. Anh cũng hiểu với khoảng cách trình độ còn khiêm tốn so với những vận động viên lão luyện đến từ Nhật Bản và châu Âu, việc cố gắng vào top 10 đã là thành công với bản thân mình. Qua sự chỉ bảo của Phát Freestyle, vận động viên gạo cội của tâng bóng nghệ thuật Việt Nam với thâm niên 20 năm tập luyện, từng đại diện Việt Nam thi đấu nhiều cuộc thi lớn nhỏ ở trong và ngoài nước, Ngọc Nam quyết định chọn lựa trang phục đặc biệt cho phần biểu diễn của mình. Anh xuất hiện trên sân khấu với một bộ áo dài cùng chiếc nón lá đặc trưng của Việt Nam. Không chỉ là trang phục, chiếc nón lá còn là đạo cụ để Ngọc Nam thể hiện một cách tinh tế với trái bóng, tạo ra nhiều động tác kỹ thuật khó. Đặc biệt, ở giai đoạn cuối của bài thi, Ngọc Nam đã kết hợp cùng lúc nhiều tổ hợp động tác, tâng bóng, xoay người, vung nón, chuyển đổi tư thế, đỡ bóng và khép lại bằng lời chào kết hết sức ý nghĩa. Sau cùng, Ngọc Nam được ban giám khảo chấm điểm vào top 7. Đó có thể xem là kết quả vượt xa kỳ vọng của vận động viên trẻ tuổi này.